Mới đây, khối 4 cơ quan quân đoàn 4 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Năm 2023, khối 4 cơ quan quân đoàn 4 xác định tiếp tục đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành, chất lượng, hiệu quả huấn luyện làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, không chạy theo thành tích, chú trọng xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp, bảo đảm 100% nắm chắc nhiệm vụ và đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, thành thạo làm chủ các loại vũ khí khí tài, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đại diện 4 cơ quan đã ký kết giao ước thi đua với chủ đề ghi sau lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Phấn đấu 100% quân số tham gia huấn luyện, kết quả các nội dung khoa mục có từ 75 đến 80%, khá giỏi.